Và tôi là Phạm Hà sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin hôm nay. Bản tin cũng đang được phát sóng trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage Tin tức Hưng Yên 24 trên 7 HITV. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản về tiếp tục tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và các cơ sở y tế đẩy mạnh việc thực hiện giám sát tại đơn vị và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh kịp thời, đảm bảo việc thu dung, phân luồng điều trị người bệnh, sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí. Khi ghi nhận trường hợp bệnh, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương điều tra các trường hợp tiếp xúc với trường hợp dương tính với đậu mùa khỉ để xác định nguồn lây nhiễm, quản lý xử lý kịp thời ổ dịch. Dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 có diện tích trên 180 ha. Đến nay, sau 6 tháng triển khai, công tác chi trả đền bù giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Với trên 1.700 hộ có đất nông nghiệp nằm trong dự án, đến nay đã đền bù giải phóng được trên 110 ha đất nông nghiệp của trên 1.730 hộ dân với tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng. Chỉ còn gần 20 hộ chưa nhận tiền đền bù do diện tích cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thừa so với tiêu chuẩn được giao của các hộ chưa xác định xong nguồn gốc đất và các nguyên nhân khác. Hiện nay, thị xã Mỹ Hảo và các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đất và hoàn thiện thủ tục giao đất cho chủ đầu tư trong tháng 11. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ với những diện tích đất dôi dư xen kẹt, nên 9 tháng đầu năm 2022, thành phố Hưng Yên đã thu được 14 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, riêng tháng 9 năm 2022 thu được gần 2,6 tỷ đồng. Thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ dân đồng tình hưởng ứng. Nhờ đó, các địa phương đã có thêm kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung xây dựng hồ sơ phê duyệt theo quy định, xây dựng kế hoạch thực hiện đối với từng loại đất dôi dư, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai để người dân tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ là một trong những địa phương có tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông thủy lợi diễn ra phức tạp. Thời gian qua, xã Đồng Than đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục. Từ đầu năm đến nay, xã Đồng Than đã triển khai 4 đợt cao điểm ra quân giải tỏa vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua đó, xử lý triệt để 66 điểm vi phạm, đặc biệt ngày 6 tháng 10 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân. Chỉ trong một ngày, xã đã hoàn thành việc cưỡng chế giải tỏa đối với 32 điểm vi phạm tại thôn Xuân Tràng. Đây đều là những điểm vi phạm trong thời gian dài. Nhiều hộ có diện tích vi phạm lên đến hàng trăm mét vuông. Trong thời gian tới, xã Đồng Than sẽ tiếp tục rà soát các điểm vi phạm, vận động tuyên truyền các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, đồng thời tổ chức cưỡng chế giải tỏa với những trường hợp không thực hiện theo đúng pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, đều đặn mỗi thứ Ba hàng tuần, các cụ ông, cụ bà U90 lại tập trung đến một lớp học trong con ngõ trên đường Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, Hà Nội để học tiếng Anh. Đã hơn 4 năm nay, lớp học đặc biệt mà các học viên là các cụ ông, cụ bà từ 70 tuổi trở lên này đều đặn. Mỗi buổi học kéo dài 2 tiếng đồng hồ, nhiều học viên mái đầu bạc trắng, mắt yếu, tay run, song không khí lớp học rất ấn tượng bởi luôn sôi động. Các cụ tâm sự thường cảm thấy cô độc trong chính căn nhà của mình và ngoài xã hội. Từ ngày tham gia lớp học tiếng Anh, các học viên được gặp gỡ và giao lưu, học thêm kiến thức mới, về nhà có sự kết nối với con cháu, từ đó tạo sự gắn kết trong gia đình. Không đơn giản chỉ là lớp học, các cụ xem đây như một gia đình để thấy tuổi già không cô đơn, sống ý nghĩa và giá trị. Giáo viên đứng lớp là tình nguyện viên thuộc đủ mọi ngành nghề, được đào tạo để học chuyên ngành tiếng Anh, nhưng chung mong muốn truyền tải đam mê học ngoại ngữ, trang bị kiến thức nền tảng đến người cao tuổi. Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với lực lượng của Bộ Công an đã xác định và mời người tung tin thất thiệt, gây hoang mang khiến người dân ồ ạt đi rút tiền ngân hàng tới cơ quan công an làm việc. Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook đăng tải bình luận tung tin thất thiệt, sai sự thật về hoạt động của ngành ngân hàng, gây hoang mang cho dư luận, tạo tâm lý bất an đối với người dân và các nhà đầu tư gửi tiền tại các ngân hàng để đồng loạt rút tiền. Căn cứ tài liệu xác minh thu thập được, đã xác định chủ tài khoản cá nhân đăng tin sai sự thật, ngụ thôn 1, xã Phủ Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo tất cả mọi hành vi đăng tải, chia sẻ, tán phát hoặc đồng thuận bình luận với tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Một cá thể mèo rừng cùng một cá thể săn gấm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm vừa được người dân ở thành phố Hồ Chí Minh bàn giao kiểm lâm thả về tự nhiên. Một người dân ngụ ở quận Tân Phú cho biết rạng sáng gia đình phát hiện con mèo đang đi lại trong khu vực sân phía sau nên bắt nhốt vào lồng. Gia đình sau đó nghe người dân nói đây là mèo rừng. Có người đòi mua lại nhưng ông không bán mà quyết định bàn giao cho kiểm lâm thả về tự nhiên. Cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận con trăn gấm giống cái nặng khoảng 37 kg do một người dân tự nguyện mang đến bàn giao để lực lượng chức năng thả về tự nhiên. Sau khi tiếp nhận, các cá thể động vật trên được đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc sức khỏe trước khi thả về rừng. Ngày 9 tháng 10, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng tình nguyện viên bảo tồn rùa biển của đơn vị vừa phối hợp với ngư dân và các em học sinh đã kịp thời cứu hộ một cá thể vích có trọng lượng gần 100 kg trở về biển an toàn. Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 8 tháng 10, trong lúc đang vá lưới tại bãi biển thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, người dân đã phát hiện một cá thể vích có kích thước lớn, chiều dài mai 1,16 m, chiều rộng mai 0,86 m, trọng lượng gần 100 kg, bị sóng lớn đánh trôi dạt vào bờ biển. Tiếp nhận thông tin, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển đảo Cồn Cỏ đã cử tình nguyện viên kiểm tra sức khỏe, gắn thẻ định danh số hiệu VNC00029 cùng phối hợp với chính quyền và ngư dân địa phương đưa cá thể vích về lại môi trường biển. Chiều ngày 8 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 10 giây ghi lại cảnh tàu hỏa đang di chuyển qua đoạn đường giao cắt với đường bộ ở thành phố Hồ Chí Minh thì phải dừng lại để tránh gây tai nạn cho các phương tiện đường bộ do gác chắn tại vị trí giao cắt chưa hạ xuống. Thời điểm này đang có mưa khi đầu máy tàu hỏa di chuyển theo hướng ga Bình Triệu về ga Sài Gòn. Khi tàu chạy qua khu vực giao cắt với đại lộ Phạm Văn Đồng thì lái tàu phát hiện gác chắn khu vực này chưa hạ xuống. Để tránh tai nạn thảm khốc xảy ra, lái tàu đã chủ động giảm tốc độ và dừng lại kịp thời. May mắn sự việc không gây nguy hiểm cho người đi đường. Hiện các bên chuyên môn của ngành đường sắt đang làm rõ nguyên nhân. Các chuyên gia y tế cảnh báo làn sóng Covid-19 có nguy cơ quay trở lại châu Âu khi mùa đông đang đến gần. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố, ngày 5 tháng 10, số ca nhiễm mới ở Liên minh châu Âu-EU trong tuần trước là 1,5 triệu ca, tăng 8% so với tuần trước đó, dù số lượt xét nghiệm giảm mạnh. Số ca nhập viện ở nhiều nước EU cũng như ở Anh đều tăng lên trong những tuần gần đây. Cùng với đó, số liều vaccine được sử dụng theo tuần ở EU chỉ từ 1 đến 1,4 triệu liều trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với mức từ 6 đến 10 triệu liều một tuần hồi đầu năm. Thách thức lớn nhất hiện nay là nhiều người dân cho rằng đại dịch đã kết thúc, tạo ra cảm giác an toàn sai lệch. Thưa quý vị và các bạn, Australia vừa tiết lộ kế hoạch phóng hạt giống trên mặt trăng mà họ cho rằng có thể giúp thiết lập một thuộc địa trong tương lai. Các nhà sinh vật học Australia cho biết các hạt giống đặt bên trong một buồng kín có thiết kế đặc biệt sẽ được gửi lên mặt trăng bằng tàu vũ trụ tư nhân của Israel vào năm 2025. Sau khi hạ cánh, chúng sẽ được tưới nước và theo dõi các dấu hiệu nảy mầm cũng như phát triển nhờ các cảm biến của camera. Sau đó dữ liệu hình ảnh sẽ được truyền về trái đất. Dự án này là bước đầu tiên hướng tới việc trồng cây để làm thực phẩm, thuốc và sản xuất oxy. Tất cả đều rất quan trọng để thiết lập sự sống của con người trên mặt trăng. Tổ chức nghiên cứu về khí hậu Ember có trụ sở tại Anh vừa công bố báo cáo mới nhất cho thấy việc gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo trong ngành điện toàn cầu đã giúp hạn chế khoảng 230 triệu tấn khí thải CO2 tính đến thời điểm này trong năm nay. Ember đã phân tích và so sánh dữ liệu trong nửa đầu năm nay với nửa đầu năm ngoái ở 75 quốc gia, chiếm 90% tổng lượng tiêu thụ điện toàn cầu để đánh giá tiến triển trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Kết quả cho thấy tổng các nguồn năng lượng gió, năng lượng mặt trời và thủy điện tăng mạnh. Điều này giúp sản lượng điện sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm không tăng thêm 4%, theo đó làm giảm 230 triệu tấn CO2. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại bản tin trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.